quê mùa. Người ta đặt iPhone 16 bữa giờ bây giờ hả, bị đầu bị đập rồi này kia. Thôi bây giờ bù đi, đập lần hai cái đi. Đập lần hai cái mà chung một màu mới chịu nha. Đó, đó. Rồi, trong cái hộp này là được tặng nha. Tặng voucher mấy bà ơi, voucher. Còn cái này là cái miếng cường lực, cái ốp điện thoại, nhưng mà cái ốp này là có sạc không dây được. Còn đây là cái củ sạc. Đó, xịn sò không mấy bà ơi. Màu trắng, nó là màu phong thủy, cầm giùm em đi. Tự nhiên hai má mua hai màu giống nhau mới chịu nha. Rồi. Yeah, màu trắng, tại biết sao không? Cái hiện tại là người ta có sẵn cái màu trắng này. Lúc đầu ông nội này anh tính mua màu gì ta? Màu vàng sa mạc. Màu sa mạc, nhưng mà đợi lâu quá nên là thôi ông lấy màu trắng lên cho giống tôi luôn. Rồi, hai cá lươn, bây giờ mình sẽ bóc tiêu. Tự nhiên cười khơi gì đó má. Đứa nào xé sao đứa đó mua thêm một cái. Tôi đâu biết tôi nói cái gì, tôi nói khơi gì vậy. Chẳng nghe cái gì xé, sau đó là phải tranh thủ luôn. Trời. Ê, cái hồi mà tao xé iPhone 13 á, tao làm rớt cái đùng luôn má. Cũng y chang năm ngoái chả khác gì, năm nào cũng mù màu trắng hết trơn á. Thôi nhưng mà để xem là cái 14 nó khác cái 15 như thế nào nha. Không, 16. Ôi lộn, xin lỗi trời ơi, xin lỗi chị, quay về quá khứ một xíu. Đây, cái iPhone 15 nè, iPhone 16 nè, nó có y chang rồi hả? Nhìn to hơn xíu. Ồ, to hơn xíu rồi à, đâu khác gì đâu. Ê, nhưng mà cảm giác nó nhẹ hơn luôn. Hả? Ừ nè, cái này nó nhẹ hơn nè, iPhone 16 nhẹ hơn iPhone 15 nè. Nhưng mà thấy cái không thấy gì hết. Cái có một đặc điểm đó là cái điều chỉnh. Đó đó, trời ơi. Lăn lăn lên như này. Nó mỏng hơn xíu xíu rồi ha. Để tôi gửi cho của ông cho. Mở ra tên 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 tên. Không lên à. Hello, bà chị nó sẵn. Welcome to làm thác trò trò. Sao là dịch tiếng rồi mẹ. 16 một tên nha. 16 Y một tên nha. Trời ơi, cầm 16 nghe điện thoại sang nghe hai cái một lúc nè. một t mà bà quay nghe tiếng ngáy mày heo không mà má. Biết gì không, đặt cái mộng xuống nước á. Lấy 50 triệu đặt cái mộng xuống nước nghe sang quá em. Quay làm content nhị nhiều view á. Từ hôm nay à? Ê, từ lúc khối này ra thấy bị chói tai á. Ai rồi cũng sẽ khăn khi có iPhone 16. iPhone 4 16 một tên. iPhone 4 16 nó nghe nó sang. Trời, điếc tai. Sang 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 qua đi. Đâu cho mượn nghe hai cái nữa coi. Phải chi mà mua bào khác rồi lâu lâu á tôi khè khè tôi mượn. Thì người ta không có. Ờ tôi khè tôi mượn của ông, tôi cầm vô giá bộ kêu mới đấy mua rồi. Thêm cái màu khác. Đúng không? Mua cái gì đâu mà hai cái giống màu. Trời đất ơi. Màu khác đi. Nè. Ai rồi cũng sẽ khăn. Đau đầu quá. Ê tính ra cái này nó mình làm gì cũng lẹ mà đúng không? Đúng rồi. Mình làm gì còn lẹ hơn á. Họ đè là một cái số á. Chứ cái gì đâu mà cái tay mà lướt 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 kìa. Đúng không? Lướt thế là... còn bị rung màn hình nữa. Ờ lướt gì mà lâu hơn thì gì cho lẹ cho rồi, thấy không? Trời ơi, tính ra cái nó cũng đâu có cái tính năng gì nhiều đâu. Đúng không? Nó cũng đâu có gì đâu. Trời ơi, cái gì mà đua đòi. Có khác cái gì đâu, xài cái điện thoại nào mà xài không được. Trời ơi, miễn sao là gọi nghe được rồi.
Cái gì đâu mà đòi hỏi. Năm nào ra cũng đòi lấy được. Rồi là mua hai cái. Ba cái điện thoại này, ba cái iPhone này ai mà không thích. Có iPhone là phải đổi. Ê, vậy mà iPhone là năm nào cũng đổi. Vì mà bồ được quen có một thằng à. Ủa? Mày có bị điên không mày? Mày có khùng không má? Lẽ ra là mỗi lần là phải lên đổi iPhone là đổi bồ. Đổi bồ là mỗi thằng bồ mất một quả thận. Vậy là đổi được có một quả thận thôi. Con trai của ta thông minh lắm. Dạ chào cô chú. Chào cô chú. Chào. Chào cô chú ơi. Chào. Đúng rồi. Chào cô chú. Trời ơi, chào cô chú trong đây nè. Chào cô chú bên đây nè. Cô chú bên đây nè, chào cô chú. Đúng rồi. Ừ. Là bắt tay. Dạ nằm xuống. Dạ nằm. Bằng băng. À. Hên quá không có bị không có mất mặt. Không có bị quê, không bị quê. Không có bị quê. Rồi gọi chào cô chú đi. Chào cô chú.